chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với nhau trong chương trình ôn thi đại học. Bài đầu tiên thầy muốn giới thiệu với các em đó chính là bài khái quát văn học Việt Nam giai đoạn từ 1900 đến cách mạng tháng 8 1945. Với bài này chúng ta sẽ có hai phần. Thứ nhất, đó chính là phần đặc điểm. Văn học giai đoạn 1900 đến 1945 gồm có ba đặc điểm sau. Thứ nhất là nền văn học được hiện đại hóa. Thứ hai là nền văn học này được phân thành hai bộ phận, trong đó chia thành hai xu hướng vừa đấu tranh vừa bổ sung cho nhau. Và đặc điểm thứ ba là văn học giai đoạn này phát triển rất nhanh chóng. Chúng ta sang đến đặc điểm đầu tiên của văn học, đó chính là văn học được phát triển theo hướng hiện đại hóa. Điều đầu tiên ta cần nói với nhau chính là khái niệm hiện đại hóa trong văn học. Đầu tiên, khái niệm hiện đại hóa là gì? Đó chính là quá trình đổi mới văn học sao cho thoát khỏi thi pháp của văn học Trung Đại và tiến gần văn học phương Tây và từ đó hội nhập với thế giới. Vì sao đến giai đoạn này chúng ta đặt ra khái niệm hiện đại hóa? Bởi vì rõ ràng lúc bây giờ ta phải thấy xã hội Việt Nam đã có những biến đổi và chính những nguyên nhân đó thúc đẩy quá trình hiện đại hóa của văn học. Thứ nhất, ta thấy xã hội Việt Nam qua hai lần khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, cơ cấu xã hội có nhiều biến đổi. Quá trình đô thị hóa hình thành nên tầng lớp thị dân. Chính tầng lớp đó đã là một tầng lớp công chúng văn học mới, thúc mắt công văn học phải thay đổi. Điểm thứ hai, đó chính là văn hóa truyền thống của Trung Quốc dần mất đi ảnh hưởng. Văn hóa phương Tây dần chiếm vị thế, do đó trí thức Tây học dần thay thế trí thức Nho học và chính họ sẽ đóng vai trò động lực cho giai đoạn văn học này. Và điểm cuối cùng chúng ta cũng không thể bỏ qua được, đó là sự ra đời của chữ quốc ngữ. Kèm với nó chính là hoạt động xuất bản và báo chí phát triển mạnh. Chính ba yếu tố này làm nguyên nhân để thúc đẩy văn học phát triển theo hướng đại hóa. Điểm thứ hai chúng ta cần làm rõ với nhau, đó chính là các quá trình của hiện đại hóa. Thế thì quá trình hiện đại hóa của văn học Việt Nam được chia làm tổng cộng với nhau là ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là từ đầu thế kỷ 20 đến khoảng những năm 20. Giai đoạn thứ hai là từ những năm 20 đến năm 1930. Và giai đoạn thứ ba đó là từ năm 1930 đến năm 1945. Ta lưu ý với nhau từng giai đoạn này. Thứ nhất, giai đoạn văn học đầu tiên từ đầu thế kỷ đến năm 1920. Nội dung chủ yếu của nó đó là động lực chính vẫn là những trí thức lớp Hán học. Thứ hai nữa, chúng ta phải lưu tâm đến đó chính là việc xuất hiện những tác phẩm chữ quốc ngữ đầu tiên. Ví dụ như Thầy Lazaro Phì Nguyễn Trọng Quảng năm 1887, Hoàng Tú Anh Hàm Quang của Thiên Trung Trình Đánh Chiếu năm 1910. Bên cạnh đó, ta cũng thấy được một số sáng tác của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng. Đánh dấu giai đoạn này, chúng ta chỉ lưu ý một điểm với nhau thế này, đó là giai đoạn văn học này đã mang những nội dung mới, mang những tư tưởng mới, nhưng nếu xét về hình thức nghệ thuật, nó vẫn chịu ảnh hưởng rất nặng nề tổng hợp Trung Đại. Cho nên, ta chỉ xét giai đoạn văn học này như một cái bước điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho quá trình hiện đại hóa về sau. Giai đoạn thứ hai của chúng ta, đó chính là từ năm 1920 đến năm 1930. Giai đoạn này đã ra đời những tác phẩm có giá trị, những tác giả có tên tuổi khẳng định được sáng tác của mình. Hơn nữa, lưu ý nhất giai đoạn này đó là đã xuất hiện được thể loại kịch nói. Về những tác giả tác phẩm tiêu biểu, thứ nhất ta có Văn Xuôi, ở miền Bắc ta có Hoàng Ngọc Phách, ở miền Nam ta có Hồ Biểu Chánh. Về truyện ngắn ta có những cây bút khá tài năng như Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá Học và Nhất Linh. Về bút ký tùy bút ta có Tương Phố, Đông Hồ, Phạm Quỳnh. Về thơ ta có Tản Đà, Á Nam Trần Tuấn Khải. Và như ta đã nói thì là kịch nói xuất hiện với những tác giả như là Vũ Đình Long, Vi Huyền Đốc. Nhận xét vào giai đoạn này ta thấy rằng là nó đã tiến một bước mạnh trên đường hiện đại hóa, nhưng vẫn chưa thực sự sâu sắc và toàn diện. Điểm đặc biệt nhất với giai đoạn này là chúng ta cần phải lưu ý một vấn đề, đó chính là hiện tượng tác giả người Ái quốc ở hải ngoại. Với những sáng tác truyện ngắn của mình, ông đã đánh dấu một bước hiện đại mới trong văn học Việt Nam.
Giai đoạn cuối cùng của chúng ta đó chính là giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1945. Đây là giai đoạn quan trọng nhất bởi vì đây chính là quá trình hiện đại hóa được đẩy đến mức cao nhất và hoàn tất. Trong giai đoạn này, lần lượt chúng ta xuất hiện những tác giả tác phẩm vô cùng quan trọng và văn học cũng đạt được rất nhiều thành tựu to lớn. Về thơ, chúng ta không thể nào không kể đến cuộc cách mạng của thơ ca, phong trào thơ mới 345, với những tác giả rất nổi tiếng, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Huy Cận, Nguyễn Bính. Về truyện ngắn, chúng ta nổi bật lên giai đoạn này với những cây bút rất tài hoa, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Thạch Lam, Nguyễn Tuân. Bút ký tùy bút, ta có Xuân Diệu và Nguyễn Tuân. Về tiểu thuyết, không thể nào quên được Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng. Và đặc biệt nhất ở giai đoạn văn học này, đó chính là sự xuất hiện của một thể loại mới, đó là phê bình văn học. Và giai đoạn này chúng ta cũng có những nhà phê bình khá tài năng, đó là trường hợp của Hoài Thanh, là Hải Triều, Đặng Thái Mai. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta cần lưu ý với nhau ở giai đoạn này, đó chính là trong giai đoạn này, văn học Việt Nam được hiện đại hóa một cách toàn diện, từ thể loại đến nội dung, và đặc biệt nhất, đó là chính giai đoạn này đã đưa văn học nước nhà đến một giai đoạn mới, thực sự có thể hội nhập được với phương Tây. Đặc điểm thứ hai của văn học giai đoạn này đó là hình thành nên hai bộ phận và phân hóa phức tạp thành nhiều xu hướng. Trước khi đến phần này chúng ta phải lưu ý một điểm, đó chính là nguyên nhân vì sao nó có sự phân hóa này. Điểm đầu tiên chúng ta cần phải làm rõ với nhau đó chính là thái độ chính trị của người sáng tác đối với chính quyền thực dân. Bên cạnh đó là việc nhận thức mối quan hệ giữa chính trị văn học của họ có khác nhau. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được, đó chính là hai xu hướng văn học. Theo bộ phận văn học, họ có khuynh hướng thẩm mỹ cùng nhiều quan điểm sáng tác khác nhau. Chính vì điều đó, văn học thời kỳ này của chúng ta được chia thành hai bộ phận. Bộ phận đầu tiên đó là bộ phận văn học công khai. Bộ phận này lại chia tiếp tục ra thành hai xu hướng, đó là xu hướng lãng mạn và xu hướng hiện thực. Với xu hướng lãng mạn, các nhà văn, các nhà thơ, họ thể hiện trực tiếp và sâu sắc một tiếng nói cá nhân đầy cảm xúc. Bên cạnh đó, họ thể hiện một thái độ bất hòa với xã hội. Cùng với nó, họ đề cập đến những vấn đề bức bối tù túng của một xã hội thực dân phong kiến. Và điều quan trọng nhất với chúng ta là những sáng tác của trào lưu văn học lãng mạn, họ rất chú trọng đến đời sống nội tâm con người. Bên cạnh đó, họ đã góp một phần rất quan trọng cho chủ nghĩa nhân đạo Việt Nam, đó là lên tiếng yêu cầu thức tỉnh cá nhân và chống lại phong kiến. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải lưu ý đến xu hướng hiện thực trong văn học. Đó chính là gì? Hoàn toàn khác với xu hướng lãng mạn. Những nhà văn hiện thực của chúng ta, họ tập trung vào phơi bày một thực trạng bất công thối nát của xã hội thực dân phong kiến lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, họ binh vực cho những kiếp người lầm than cùng khổ. Và họ đề cập đến những chủ đề thế sự, tinh thần dân chủ và nhân đạo. Đồng thời, họ chú trọng phân tích, lý giải chân thực quá trình hiện thực khách quan trong việc xây dựng những điển hình, hoàn cảnh điển hình, tính cách điển hình. Chúng ta còn cần phải kể đến một bộ phận khác trong văn học giai đoạn 1900-1945, đó chính là bộ phận văn học không công khai. Trước đây ta còn gọi nó là bộ phận văn học bất hợp pháp. Bất hợp pháp là vì thứ nhất, người sáng tác của nó
chính là những chiến sĩ cách mạng hoặc những chiến sĩ yêu nước. Trường hợp ví dụ như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, Tố Hữu. Nội dung chính của nó chính là xem văn học như một vũ khí để tuyên truyền chống lại thực dân phong kiến. Đặc biệt hơn, họ đã phản ánh lại hiện thực xã hội với những mâu thuẫn cơ bản nhất, đó chính là mâu thuẫn giữa nước xâm lược và dân tộc bị xâm lược. Ấn tượng hơn là họ đã xây dựng nên những hình tượng trung tâm là những chiến sĩ cách mạng, yêu nước và can đảm. Chúng ta cần phải chú ý ở giai đoạn này có những thành tựu rất quan trọng, ví dụ như là thơ văn của Phan Bội Châu, hoặc đó là trường hợp của Nhật ký trong tù của tác phẩm Hồ Chí Minh, và thứ hai là Từ ấy của nhà thơ Tố Hữu. Đặc điểm thứ ba của văn học giai đoạn 1900-1945 đó chính là nó phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng. Để minh chứng cho điều này, chúng ta có thể dẫn ra một nhận xét rất nổi tiếng của nhà phê bình văn học Vũ Ngọc Phan. Ông nhận xét về giai đoạn này như thế này, đó là một năm của ta có thể kể như 30 năm của người. Và đúng thật như vậy. Ở đây, văn học phát triển tốc độ nhanh chóng được biểu hiện ra với ta thành những yếu tố sau. Thứ nhất, văn học phát triển dữ dội về mặt số lượng. Ta thấy rất rõ ràng trường hợp ví dụ như Hồ Biểu Chánh, riêng ông đã có hơn 60 cuốn tiểu thuyết. Nguyễn Công Hoang, một cái bút truyện ngắn tài hoa, thì ông cũng đã có hàng chục truyện dài và hàng trăm truyện ngắn. Vũ Trọng Phụng, trong thời gian sáng tác của mình chỉ trên dưới 10 năm, ông đã cho đời được 8 cuốn tiểu thuyết, 7 phóng sự, 5 vở kịch và hàng chục truyện ngắn giá trị. Nói về thơ, ta thấy rằng trong vòng trên dưới 10 năm, từ năm 1932 đến 41, Hoài Thanh đã chọn ra từ hơn 10.000 bài thơ để có được 169 bài và 46 tác giả để hình thành nên tập thiên nhân Việt Nam. Nói như vậy để thấy rằng số lượng cực kỳ khủng khiếp trong giai đoạn văn học này. Điểm thứ hai, đó là cái nhịp độ ở sự cách tân. Rõ ràng, đến giai đoạn văn học này thì cách tân văn học Việt Nam đã lên tới một cái đỉnh điểm. Chúng ta cần phải lưu ý rất kỹ. Đó là, ta lấy ví dụ, trường hợp năm 1925, ở miền Bắc, tiểu thuyết Tố Tâm Hò Phách ra đời, đánh dấu một cuộc chấn động trong văn học. Nhưng đến năm 1933, khi Hồn Bướm Mơ Tiên xuất hiện, thì Hoàng Hò Phách rõ ràng đã lùi xa. Và sau này, những nam cao Thạch Lam xuất hiện thì văn xu Việt Nam lại có một bước phát triển mới hơn. Về thơ, ta lưu ý trường hợp đó là Thế Lữ với bài Nhớ Rừng. Khi Nhớ Rừng ra đời, người ta nói rằng chỉ đôi ba câu trong Nhớ Rừng cũng đủ đã công phá rất thành công thành trì thơ cũ. Nhưng đến khi Xuân Diệu xuất hiện thì chính Hoài Thanh đã từng nói rằng Thế Lữ với những vần thơ của ông cũng đã được nên xếp vào văn đàn bảo giám, tức là những cái tập thơ tuyển của thời xưa. Vì thế mới thấy rằng là văn học cái này phát triển rất là dữ dội. Một đặc điểm nữa, đó chính là cái nhịp độ thể hiện ở sự trưởng thành của văn học. Trong văn học Việt Nam, chỉ trong vòng hơn trên dưới 20 năm, văn học Việt Nam đã phát triển định hình rất nhanh được hai chủ nghĩa lãng mạn và hiện thực trong văn học. Một yếu tố nữa, đó là nhịp độ này đã kết tinh được ở những cây bút tài năng. Chúng ta có được rất nhiều tác phẩm và rất nhiều tác giả có chất lượng và đứng lại mãi với thời gian. Thế thì nguyên nhân vì sao văn học Việt Nam có được một sự phát triển tốc độ chóng mặt như vậy? Rõ ràng chúng ta phải lưu tâm đến ba nguyên nhân sau. Đầu tiên chính là tiềm lực của văn học dân tộc. Thứ đến, chúng ta không thể nào quên được
đó chính là khả năng diễn đạt tuyệt vời của tiếng Việt. Chính thứ tiếng Việt yêu thương đó đã giúp các nhà văn có cơ sở hình thành nên những sáng tác vô cùng tuyệt diệu. Một điểm này chúng ta cũng không thể nào không nhớ, đó chính là vai trò cực kỳ quan trọng của tầng lớp trí thức Tây học. Họ là những người đã cách tân đổi mới văn học và đưa văn học Việt Nam tiến gần hơn với thế giới. Một yếu tố nữa chúng ta cũng không thể nào quên chính là ảnh hưởng từ những cuộc vận động cách mạng, đặc biệt là những cuộc vận động cách mạng trên tinh thần dân chủ dân tộc ở những năm 30-45 do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Xong đặc điểm văn học của giai đoạn này, bây giờ chúng ta sẽ đến phần thành tựu của giai đoạn văn học 1900-1945. Với phần thành tựu này, chúng ta cũng sẽ làm rõ với nhau hai vấn đề. Thứ nhất, thành tựu đầu tiên đó là về mặt nội dung tư tưởng. Văn học giai đoạn này cũng đã phát huy được những thành quả tốt đẹp từ văn học trước, cũng đã thể hiện được những nội dung tư tưởng quan trọng xuyên suốt văn học Việt Nam từ trước đến giờ, đó chính là lòng yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo. Thế nhưng, ở giai đoạn văn học này, lòng yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo đã được gắn thêm một yếu tố mới, đó là nội dung dân chủ sâu sắc. Với lòng yêu nước, chúng ta thấy lúc bấy giờ văn học Việt Nam hiện đại đã có những bước mới hơn. Lòng yêu nước này gắn liền với chủ nghĩa xã hội, gắn liền với tư tưởng chống lại thực dân phong kiến, và lòng yêu nước này khi thể hiện kín đáo, nó sẽ được thể hiện thành lòng yêu tiếng Việt, thành lòng yêu những cảnh thiên nhiên đẹp trong những vần thơ lãng mạn, trong những tác phẩm văn xuôi lãng mạn. Với phần chủ nghĩa nhân đạo, rõ ràng nhân đạo văn học này cũng mang một nội dung mới. Đó chính là với giai đoạn văn học này, nhân đạo đã không còn là một tình cảm chung chung của tầng lớp trên và tầng lớp dưới, mà những nhà văn của chúng ta đã đứng ngay trong lao khổ, mở lòng ra đón lấy những văn động của đời. Họ lắng nghe những tiếng lòng của quần chúng lòng than, họ nghe được những tiếng đau khổ kia phát ra từ những kiếp đời khốn khó, và từ đó, họ lên tiếng, họ chống lại những gì áp bức bất công nảy nảy con người. Hơn thế nữa, lòng nhân đạo này với những tác giả lãng mạn gắn với một nội dung vô cùng quan trọng, đó là sự thức tỉnh của ý thức cá nhân. Họ yêu cầu con người có quyền sống và đem cái tôi cá nhân của mình để thể hiện một cách trực tiếp, bạo dạn, mạnh mẽ, giúp cho con người ta sống một cuộc đời xứng đáng hơn. Xét về mặt thể loại, văn học giai đoạn 1900-1945 cũng đạt được những thành tựu vô cùng to lớn dựa trên cơ sở cách tân về ngôn ngữ và thể loại văn học. Thứ nhất, về văn xuôi. Chúng ta thấy rằng thành tựu văn xuôi kết tinh chủ yếu ở truyện ngắn và tiểu thuyết. Ở tiểu thuyết, chúng ta không thể nào quên được Hồ Biểu Chánh, Hoàng Ngọc Phách. Với từ lược văn đoàn, với những nhà văn như là Nhất Linh, Hoàng Đạo, Hạch Lam. Hoặc trường hợp, chúng ta có Vũ Đồng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng. Về truyện ngắn, văn học giai đoạn này cũng đã đạt được những tác phẩm có trình độ cao như sáng tác của Thạch Nam Cao, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan. Đứng về mặt phóng sự, dĩ nhiên chúng ta không thể nào quên được Âu Vua Phóng Sự Đất Bắc Kỳ, Vũ Đồng Phụng. Bên cạnh đó là Tam Lan. Kịch, ta có Vi Huyền Đắc, ta có Vũ Đình Long và Nguyễn Huy Tưởng. Đặc biệt hơn, bút ký thủy bút, ta có Nguyễn Tuân. Về mặt thơ ca, chúng ta không thể nào quên được đóng góp rất quan trọng của Tản Đà những năm đầu thế kỷ. Bên cạnh đó, chúng ta phải nhắc đến đó là phong trào thơ mới, cách mạng trong thi ca với những tác giả nổi tiếng Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử. Và dĩ nhiên,
Thơ ca cách mạng với hai tập thơ Nhật Trí Trong Tù và Từ Ấy cũng đã có những thành tựu sâu sắc. Cuối cùng là Lý Luận Phê Bình. Lý Luận Phê Bình là một bộ môn mới, một thể loại mới trong văn học giai đoạn này, nhưng nó cũng đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận với tên tuổi của các nhà phê bình lý luận nổi tiếng như Hoài Thanh, Đặng Thái Mai, Hải Triều. Và chính họ đã làm nên những thành tựu xuất sắc của giai đoạn văn học này. Với bài học này, chúng ta cần phải lưu tâm cho thầy đúng với những gì chúng ta vừa tiếp thu nãy giờ. Đó là đặc điểm văn học giai đoạn này gồm 3 đặc điểm. Trong đó chúng ta cần phải lưu tâm đến 3 giai đoạn phát triển của nó. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải chú ý đến thành tựu của từng giai đoạn, nội dung từng giai đoạn và cái lưu ý của từng giai đoạn đó. Chúng ta phải để ý xem, ở đó văn học đã cho chúng ta được những tác giả tác phẩm tiêu biểu nào và qua đó chúng ta rút ra kết luận gì về từng giai đoạn phát triển. Bên cạnh đó, các bạn chú ý, những đặc điểm văn học này sẽ thể hiện như thế nào trong những sáng tác sau này ở giai đoạn 1900-1945. Bài học chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.